Everybody, welcome back to my Tune Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Tune Gameplay của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ bắt đầu luôn tựa game đầu tiên trong video này của các bạn nào. PG Escape from Beach. PG Escape from Beach. Nào xem. Single player. Far away out of the house. Chưa bên này không còn đối nào ở đây với các bạn, tôi sẽ xong đây sao? Và không có vật dụng gì mà cho có thể dùng ở đây được không? What is this? Let's go. Đều đụng độ cho không thể đụng tay được khỏi. Cho con lên trên nào. Đưa bên trong không thể động đồ được gì hết các bạn. We can talk anything nhiều. Chưa hiểu được các ý nghĩa trong từ đấy là các bạn. Ok, tạm biệt cuộc chuyển sang tới tiếp theo cho mình. See the high scary water forest. Let's play. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
cái không gian nào. Chuyển sang tin tiếp theo nào. GTA Vice City Auto Trial San Andreas. Skip this. We're done. Bắt đầu một ngày mới với nhiệm vụ mới nào các bạn. I'm tired of you not listening to me, girl. And I'm tired of you acting like you own me. I can see who I want to see. It just ain't right you seeing some cello motherfucker. Oh, what? A no good, narrow minded, hypocrite gang. Okay, talking about one. Go to the garage. In Wheel of Fuel. This is Shady, no? Long. Well, I think so when I'm writing, I'm trapped in between the line I escape. When I finish the rhyme, I got soul. Actually, why the missing? Wait, did you find it? Okay. Bắt đầu cũng vui đó các bạn.
You up for a bounce, homie? It's not a... Hey, homie. I hate getting busted. Yeah, that's total bullshit. Isn't it San Piero? Yeah, show me some promise. Later, dude. All right, Ken. Hey, Tom. Yo, what's the deal, man? I buy everything at 24/7. Yeah, that's business. Okay, we'll come over and we'll try that. Wow, so sexy. Red. I think we'll see how he moves on about. There we go. Good. Right. If you want to go to the bottom, I'll go to the bottom. Okay, we can finish here. Over the point, right? It's perfect. Cho Edison rồi. Ok. Mình chào anh sẽ người chiến thắng trong cuộc bây giờ. I seen worse, but you did all right. That shit was all right. Rồi, thành công rồi. So sis, what has my brother been a low ride? Sis, we told me to keep an eye on you. Make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice, huh? Anh thành nhiệm vụ rồi. I'm not going to be able to do that. Đi vào nơi vụ trong đây nào. Yes. Mình cũng chuyển sang đi tiếp theo cho mình nào bạn. Friendly 2. Friendly chapter 2. Chỉ vì lâu cơ. Let's play. First day, cho có 5 ngày trong căn nhà này các bạn. Và cần tìm cách cho thoát qua đây nhé. Grab Friday, only 5 days. Đầu tiên là xuống tầng hầm dưới đây trước các bạn. Cái đó được bắn đồ của chúng ta cần dưới. Nếu không có thì hãy lên lầu trên nhé. Go upstairs. Chúng ta mở cửa thì phải các bạn. Chơi đây nào.
hoặc là view specific. Thầy bỏ khẩu súng lên các bạn. Nói chung thì chả bom này. Đã chuẩn bị sẵn khẩu súng này các bạn. Điều phá chạy xuống đây đấy. Chỉ cho khóa trên đồng đàn rồi. Ok, cho thêm đồng đàn. Tạm thời bỏ xuống đây nào. Cô hát thật kỹ. Có thực kỳ các bạn cho không cần đâu. Cầm vào đây. Em view đây còn. Cho cần cho ai đâu. Cái lock key and cutting wire nữa. Không thể sống lại thêm nữa đâu bạn. Có ra xong rồi không? Không phải bạn. It's been okay.
chơi đâu. Chỉ là enjoy đồ nữa, có thể thu giác đầy đủ ạ. Rồi, rồi, xin làm sao đây. Có thể tìm thêm tài đóng cửa nữa cho handle ở đây và cho có thể cho tác vào đây được bạn. Bây giờ mình sẽ cùng bạn chuyển sang tình hình tiếp theo cho mình nào. Bạn đi bạn. Let's play now. Nice man mode. Go. Thank you.
không watch nào bạn. Cái tao là cái tên rồi. Tiếp theo cho mày nào. Ice cream. Thì em cũng kết hợp ice. Em bắt đầu tập trung vào kiểu Charlie ngay của mình. Một phần là ghi nào. Về Charlie. Và hơi đi tội. Chúng ta sẽ lấy
那时候像像什么 Jessica 和什么 Jessica 的王菲吧。那个输了下车了。赶快把账我的这个拿到我的线了。行，你别抓了吧。输了，从买买汤了吧？咱们个兄弟，肯定把这个模糊了。我带了块。OK， here we unconscious for a minute。在上面，你继续划船了，点钳继续划船了。在上面，阿布宝贝，我抓紧，我抓紧，没地方再划船了。怎么样，小伙伴？再让你划船了，为什么？Cứ chắc khi nằm trên bên kia nào. À, phía kia. Trong màn chiếc khóa này về Bắc Kinh nào có thể tìm ra được nhiều. Sẽ tiếp tục nào. Ui, cần chiến liệu. Chúng ta đang ở đường hầm này đang gọi. Chúng ta cần kiểm soát nào. Chặt tất cả những cái thiết kế này rồi. Quay cho chơi bật lại một điện. Ok rồi các bạn. OK, rồi để thoát ra một cách thì số có đường có lạng không ạ? Có lẽ mình sẽ dùng video này tại đây.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Thank you.